Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và bên Hùng vừa mới về 4 cây vợt, 4 mã vợt cầu lông Liên Ninh chính hãng. Và Hùng đánh giá rất cao 4 cây vợt này. Đây đều là những cây vợt đánh hay mà và mỗi lần mà hãng Liên Ninh về hàng thì Hùng đều chắc chắn là sẽ nhập, chỉ sợ là hết hàng thôi. Và lần này có cả 4 cây luôn. Xin giới thiệu đến mọi người 4 cây vợt. Trước tiên là 3 cây vợt thuộc dòng 6.000, gồm có cây 6.000 Max, 6.000 Power và 6.000 Control. Đây là những phiên bản mới nhất, những cây vợt mới nhất của thương hiệu Liên Ninh. Đấy. Và tiếp theo một cây vợt rất quen thuộc với nhiều người, đó là cây vợt Liên Ninh 3D Caliber 200. Cây vợt này thì bên Hùng bán trước giờ rất chạy, nhập bao nhiêu là cũng hết. Đấy thì xin giới thiệu mọi người từ cây vợt rẻ đến những cây vợt đắt tiền. Ba cây vợt này thì tầm giá nó cũng như nhau, ngang ngang nhau thôi. Còn riêng cây này thì tầm giá rẻ hơn, Hùng sẽ giới thiệu trước. Ok, Hùng xin giới thiệu đến mọi người cây vợt cầu lông Liên Ninh 3D Caliber 200. Đấy, cây vợt có nước sơn màu trầm, màu nâu và màu tím than, kết hợp màu trắng bạc. Đấy, màu rất là nhã nhặn, đơn giản. Cây vợt này thì thuộc dòng 3D Caliber, tức là dòng vợt tấn công của hãng Liên Ninh. Đấy. Và cây vợt này là một cây vợt công thủ toàn diện và có đôi chút là hơi thiên về tấn công một chút nhá. Đầu nó sẽ gọi là không hẳn là cân bằng, nó sẽ hơi nặng đầu một chút thôi. Thì Hùng xin phép đọc về thông số của cây vợt này. Thì cây vợt này nó là 83 cộng trừ 3 gram, tức là nó rơi vào 4U. Thì 4U là khối lượng ở mức trung bình hoặc có thể gọi là hơi nhẹ, thì phù hợp với anh em ở có mức cổ tay trung bình khá trở lại nhá. Đấy. Cây này thì độ cứng của nó là thân vợt nó hơi dẻo nên là rất là dễ chơi và trợ lực cho tay, đặc biệt là đối với những bạn cổ tay chưa khỏe. Đấy. Cây vợt này thì rất là dễ chơi và nếu nó áp dụng với trình độ phù hợp thì có thể nói là khách hàng nào cũng sẽ là ưng. Ví dụ như nếu mà bạn đánh tốt, bạn mua cây vợt này đánh thì bạn sẽ thấy hơi dẻo và độ chính xác cầu sẽ không được tốt như những cây vợt có thân cứng. Đấy. Tuy nhiên nếu mà bạn là người cổ tay chưa được tốt lắm ở mức trung và chơi ở mức trung bình thì đây là cây vợt công thủ toàn diện rất là phù hợp và nó có đôi chút là sẽ hơi thiên hơn một chút về tấn công so với phòng thủ nha mọi người. Đấy. Cây vợt thì có lớp sơn rất là đẹp, óng ánh và về gen vợt thì không chê được rồi. Gen vợt của hãng Liên Ninh rất là tốt, thậm chí là tốt hơn cả thương hiệu Yonex luôn đấy, mọi người. Những cái cây vợt mà hơn 1 triệu của Liên Ninh trông nó rất là chỉnh chu. Đấy, thì cây vợt này đang được bán ở thị trường với giá là 1.450.000. 1.450.000 nhưng mà bên Hùng thì đang có mức giá ưu đãi khá là tốt. Nếu anh em nào mà muốn một cây vợt công thủ toàn diện, hơi thiên một chút tấn công và hơi thiên một chút thôi về tấn công và dành cho trình độ trung bình khá trở lại. Người chơi trung bình, thậm chí cây vợt này người mới cũng hoàn toàn có thể chơi được nhá. Đấy. Đây là cây vợt công thủ toàn diện mà tầm giá dưới 1.500.000 Hùng đánh giá là đáng giá nhất của hãng Liên Ninh nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. 3D Caliber 200. Đây là cây vợt nếu mà mọi người đã từng đánh rồi thì Hùng tin rằng là mọi người cũng đều có đánh giá tốt về cây vợt này. Phải nói là hiếm có cây vợt nào mà từ trước đến giờ khi Hùng bán mà chưa có một khách hàng nào chê. Đấy. Rất là đẹp. 1.450.000 nhá. Còn mức giá ưu đãi thì anh em phải nhắn tin thì Hùng sẽ báo mức giá chính xác cho mọi người. Và cam kết đây là hàng chính hãng, chất lượng bảo hành 1 tháng. Đây là phiếu bảo hành của anh. Phiếu bảo hành đóng tem công ty nha mọi người, đóng dấu công ty. Và đây là tem chống hàng giả nha. Và đây có mã check code kiểm tra chính hãng. Cào ra là có thể check ạ. Tuy nhiên thì mọi người phải mua vợt rồi, mọi người phải trả tiền rồi mọi người mới cào được cái mã này. Chứ không ai cho mọi người cào kiểm tra xong rồi mọi người mới thanh toán hay gì đó. Đấy. Đấy là một điều nó hơi bất cập một chút. Đấy, nhưng mà anh em nào mà đã mua hàng bên Hùng hoặc là đặt niềm tin ở Hùng thì anh em cứ thoải mái. Bên Hùng cam kết là bán hàng uy tín và chất lượng. Ok, và tâm điểm chính của ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cho 3 cây vợt, 3 phiên bản mới nhất của hãng Liên Ninh này. Trước tiên là cây vợt Liling Aeronaut 6.000 Power. Vâng, khi chúng ta nói đến Power là chúng ta biết là nó như nào rồi. Đó chính là một cây vợt tấn công. Đây, cây vợt có màu sắc khá là nổi bật, khá là trẻ trung. Màu xanh chuối kết hợp đen và đỏ. Và nó chữ của nó viết thì kiểu óng ánh, ánh vàng. Đây là một cây vợt thuộc dòng Aeronaut. Đây là dòng vợt điều khiển, dòng vợt về khống chế và điều khiển cầu. Đấy, dòng vợt này là rất thích hợp cho đánh đôi nha mọi người. Và đây, khung vợt này có thiết kế nổi bật đó chính là nó có hai cái khe gió hai bên. Đấy, đây là công nghệ Airstream giúp giảm thiểu sức cản không khí, giúp tăng tốc độ vung vợt. Đấy, khi mà vung vợt với tốc độ cao hơn thì nó sẽ nhanh hơn và nó tạo ra lực mạnh hơn. Màu sắc rất là đẹp. Đấy. Cây này thực chất nó là phiên bản mới của cây Liling 6000C. Cây vợt này có thông số độ cứng là trung bình nha mọi người. Về khối lượng nó là 87 cộng trừ 3 gram, nó là 3U nên là hơi nặng. Thì dành cho người trình độ trung bình khá trở lên. Đấy. Tay các bạn phải tương đối gọi là khá là có thể nói là ở mức khá trở lên thì mọi người mới nên chơi cây vợt này.
nó là một cây vợt 3 ôm, hơi nặng một chút, nhưng cây vợt này không quá nặng đầu nên là cũng không khó chơi lắm nha mọi người. Đấy, nếu mà nó nặng đầu quá thì nhiều khi đánh nó cảm giác hơi chịu tay, nhưng đây là một cây vợt tấn công nhưng đầu không quá nặng. Điểm cân bằng của nó chỉ là 295 thôi, tức là nó cũng chỉ ở mức là hơi nặng đầu thôi, nhưng mà khả năng tấn công của cây vợt này rất là tốt. Nó là power mà, thì chính xác nó là một cây vợt tấn công rồi. Cây vợt này chính là bản mới, chính xác nó là bản 2022 của cây 6000C. Cùng thấy thông số nó cũng không có thay đổi gì, có lẽ là nó chỉ thay đổi nước sơn. Điểm cân bằng 295 cộng chiều 4. Và gần đây thì những cây vợt này đều đã tăng giá. Cây vợt này hiện tại đang có mức giá thị trường là 1.900.000 nha mọi người. Nếu mọi người muốn có mức giá ưu đãi thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng ngay. Cây vợt này đã chính thức được tăng giá nhưng hiện tại Hùng vẫn còn lô vợt. Hùng trước khi nó tăng giá vào ngày 15 tháng 4 thì Hùng đã nhập một lô vợt hơn 20 cây. Và sẽ dĩ nhiên là sẽ vẫn để ở mức giá cũ, giá ưu đãi cho mọi người. Sau lô vợt này thì mức giá của sản phẩm sẽ tăng lên từ khoảng 100 đến 150.000 một cây nha mọi người. Về cây vợt này thì nó có thông số nó gần tương tự, gần có thể nói là gần giống nhất với cây vợt rất nổi tiếng, đó là Leaning Aeronaut 9000C mà tay vợt Watanabe sử dụng. Cây vợt của Watanabe thì điểm cân bằng nó cao hơn một chút là 298, 9000C là 298 còn đây là 295. Về khối lượng thì tương đương. Về thiết kế khung vợt cũng giống hệt nhau, thiết kế khung vợt trừ ở phần gen các thứ, dĩ nhiên là những cây vợt cao cấp thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó vẫn là nổi trội hơn. Có thể là một số phần chất liệu nó sẽ cao cấp hơn và cái gen của nó cũng sẽ tốt hơn. Gen của những cao cấp thì nó sẽ làm những cây cao cấp thì nó sẽ làm kiểu gen vuông. Thì nó sẽ được tối ưu hơn. Và nó cũng vẫn thuộc khung vợt dòng Aeronaut này với công nghệ Airtrim rất là nổi trội. Đấy, 6000 power. Đây là một cây vợt tấn công dành cho anh em trình độ trung bình khá trở lên. Độ cứng cây vợt ở mức trung bình. Cây vợt này thì phong đập đều rất là ok nha. Thủ thì cũng ở mức khá, bởi vì nó không quá nặng đầu mọi người, nên là việc thủ của chúng ta cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn. Đấy. Phản tạt hay là tấn công hay là phông chém đều rất là ok. Cây vợt này dĩ nhiên nó thuộc dòng tấn công nên là cái đũa của nó sẽ là ở mức dài nhất của thương hiệu Li-Ning nha. Của đũa dài nhất của Li-Ning so với đũa dài nhất của Yonex thì Hùng thấy rằng là đũa dài nhất của Yonex nó sẽ vẫn dài hơn một chút. Đấy. Thực ra khi mà mọi người muốn tìm một cây vợt tấn công ấy, thì mọi người ngoài việc quan tâm đến điểm cân bằng của cây vợt thì mọi người cần phải rất lưu ý đến cái chiều dài đũa này. Nếu mà chiều dài đũa này tuy điểm cân bằng nó cao nhưng mà chiều dài đũa nó ngắn thì khả năng tấn công của nó cũng không được tốt lắm đâu. Ví dụ như cây 6000D hay bây giờ bản mới của nó là 6000 Speed ấy, thì điểm cân bằng của nó ghi nói chung là nó cũng tương đối cao và nhiều người nghĩ rằng nó là một cây vợt nặng đầu và thiên về tấn công, nhưng thực tế cái đũa của nó khá là ngắn nên là khi chúng ta đánh đập sẽ cảm giác thực sự là nó sẽ không được tốt, tấn công sẽ không được tốt. Hùng trải nghiệm rồi, Hùng rút ra kinh nghiệm. Ngày trước Hùng đánh cây 6000D ấy, mới đầu đọc điểm cân bằng của nó cũng khá là nặng đầu đấy, nhưng mà khi đánh thì lại thấy nó đập nó công nó khá là xịt, không được tốt công, cảm giác mình thiếu lực, mình đánh chuyên công mình biết là, nên là mình mới phát hiện ra, mình để ý là cái đũa của nó làm ngắn nó mang lại khả năng kiểm soát, khả năng đánh cầu nhanh trên lưới, nhưng mà ngược lại thì khả năng tấn công của nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều, tuy là nó nặng đầu. Mọi người lưu ý cái điều này khi chọn vật công đấy. Ok, tiếp theo là cây vợt 6000 Max hay là phiên bản mới của cây 6000. Thì đây là một cây vợt công thủ toàn diện với điểm cân bằng nó là 290. Đấy, chính xác nó là đầu cân bằng rồi. Và khối lượng của nó cũng là 87 cộng 3 gram, khối lượng tương đương với cây 9000C kia, nhưng dĩ nhiên là đầu nó nhẹ hơn, điểm cân bằng nó thấp hơn mà, nên là cầm nó sẽ có phần cảm giác nhẹ hơn cây 9000C. Và dĩ nhiên việc nhẹ hơn như thế thì sẽ mang lại khả năng xoay chuyển linh hoạt hơn và khả năng phòng thủ tốt hơn, nhưng ngược lại thì khả năng tấn công sẽ có phần kém hơn nhá. Nếu anh em mà thích đánh công thủ toàn diện, thích thủ và linh hoạt hơn, yêu cầu về độ thủ và linh hoạt tốt hơn thì anh em lựa chọn cây này. Đấy. Còn anh em tấn công, thích tấn công thì chọn cây vợt kia. Cây vợt này thì độ cứng của đũa nó sẽ dẻo hơn cây vợt kia nên là nó sẽ còn dễ chơi hơn một chút nha mọi người. Nó còn dễ chơi hơn và nó trợ lực tốt hơn. Cây này thì ông thấy rằng là cái đũa của nó cũng đã đo rồi. Đũa của nó cũng bằng cây 9000C nên là việc chúng ta phong đập cũng rất là đỡ tốn sức. Đấy, có nghĩa là nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó trợ lực cho chúng ta rất là nhiều. Đấy. Nếu mà đũa ngắn khi phong đập thì sẽ cảm giác nó sẽ hơi đuối đấy mọi người ạ. Đấy, thì cây này có đũa nó cũng rất là dài nên là cái lực văng của nó rất là tốt, và cộng thêm cái vợt này dẻo hơn nữa nên là nó sẽ trợ lực cho tay người chơi rất nhiều, nên là những anh em thậm chí là trình độ trung bình là cũng có thể chơi cây vợt này rồi. Đấy, cái vợt này đánh rất là toàn diện đấy, đánh khá là hay, và khách hàng mua hàng của bên Hùng trước giờ đánh giá cây 6000 rất là tốt, và dĩ nhiên là đây theo Hùng thấy nó cũng chỉ là phiên bản mới của cây 6000 thôi, vì thông số nó cũng không khác gì hết, thiết kế của nó cũng chỉ khác màu sơn thôi mọi người. Bản mới của cây 6000 nha mọi người, 6000 Max.
giá của nó hiện tại thì nó thị trường nó cũng đã chính thức là tăng lên 1,9 triệu rồi nha mọi người. Và anh em muốn mức giá ưu đãi của lô vượt cuối cùng trước khi giảm giá thì hãy nhắn tin cho Hùng ngay, bởi vì hết cái lô này thì lô sau mọi người sẽ chắc chắn là phải mua mức giá cao hơn, bởi vì Hùng nhập nó cao hơn thì Hùng không thể bán mức giá cũ cho mọi người được. Đấy. Và cuối cùng là cây vợt 6000 Canchon bản mới của cây 6000i. Cây vợt này thì nó phải nói là nó tương đối là hot, bởi vì khi mà 6000i phiên bản trước của nó về thì Hùng thực sự là Hùng rất có ít cơ hội để nhập được cây vợt này. Đây là một cây vợt nó bán chạy bởi vì nguyên nhân là nó nhiều người thích vợt nhẹ nên là mọi người thường chọn cây vợt này. Cây vợt này thì đũa, mức đũa của nó sẽ ngắn hơn so với cây 6000 và 6000C nên là khả năng tấn công của nó sẽ hạn chế hơn nha mọi người. Tuy nhiên thì cây vợt này nó lại có một cái đầu rất là nặng. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn vào điểm cân bằng này chúng ta thấy rằng đầu nó tương đối là nặng. Trước tiên thì đây là cây 6000 Canchon và nó thiên về điều khiển khống chế cầu. Anh em nào thích kiểm soát, thích điều khiển khống chế cầu với độ chính xác cao thì đây là một cây vợt dành cho mọi người. Và Hùng đã căng cây vợt này lên đánh, Hùng thấy khá là ưng. Đấy. Hùng thấy khá là ưng với cây vợt này. Về khả năng tấn công thì Hùng chấm cho nó 7 điểm. Cây vợt này có điểm cân bằng nó rơi vào 315 cộng trừ 4 là một cây vợt phải nói là có thể nói là rất nặng đầu, top những cây vợt nặng đầu nhất của Liên Ninh. Nhưng mà thực tế mình cầm thì nó cũng không quá nặng đâu. Và cây này là 79 cộng trừ 3 gram, tức là nó giao thoa giữa 4U và 5U nha mọi người. Nếu mà chúng ta nhìn 79 gram thì nó sẽ là 5U, nhưng mà theo thông số của bên hãng thì họ ghi là 4U. Đấy. 79 cộng trừ 3 gram, Hùng nghĩ là nó cũng đâu đó nó cũng phải đầu 4U đấy. Thì cứ gọi là giao thoa giữa 4U và 5U nha mọi người. 79 cộng trừ 3 gram, nó không quá nhẹ đâu ạ, nó không quá nhẹ đâu. Cầm vào nó giống vợt 4U hơn. Đấy. Có lẽ là bởi vì cái điểm cân bằng nó hơi cao, 315 nha mọi người, 315. Đấy. Thì đây một cây vợt Hùng cảm giác là nó khá là toàn diện. Ở về mức tấn công thì Hùng chấm cho nó 7 điểm. Về mức phòng thủ thì Hùng chấm cho nó là 8 điểm. Về cái khả năng xoay chuyển linh hoạt, Hùng chấm cho nó 8 điểm. Và khả năng điều và khống chế cầu, có nghĩa là khống chế cầu chính xác ấy, có nghĩa là chúng ta điều cầu và muốn nó đi đến điểm chúng ta mong muốn ấy. Thì trong 3 cây vợt Hùng vừa giới thiệu thì đây là cây vợt có khả năng khống chế tốt nhất. Một phần dĩ nhiên nó là Canchon rồi, tên vợt nó đã nói lên mục đích của cây vợt này là điều khiển và khống chế cầu rồi. Và ngoài ra thì cái đũa của nó sẽ ở mức ngắn hơn những cây kia khác, những cây khác. Nên là đấy chính là điều giúp nó mang lại khả năng khống chế tốt hơn. Cây vợt này thì có độ cứng ngang với cây 9000C ở mức trung bình, nằm ở giữa. Đấy. Cây vợt này thì Hùng đánh Hùng thấy khá là thích. Tấn công thì cũng không, cầu nó không được cắm quá đâu mọi người, không được cắm quá. Nhưng mà nó vít cầu xuống cũng tốt. Về khả năng tấn công thì ở mức khá. Về phòng thủ thì cũng thấy khá là ok. Tuy là nó nặng đầu nhưng mà vì trọng lượng toàn vợt nó nhẹ. Nó chỉ 89 cộng trừ 3 gram thôi nên là việc phòng thủ Hùng thấy nó cũng dễ dàng. Về khả năng xoay chuyển Hùng thấy cũng khá là linh hoạt, xoay chuyển khá là linh hoạt. Nói chung là Hùng khá là ưng cây vợt này. Nói chung là ưng. Bởi vì có lẽ là đợt này cái cổ tay của Hùng lâu rồi không chơi. Phải nói thực sự lâu rồi Hùng không chơi và cũng không đánh cái đội mạnh. Nên là cái cổ tay nó có phần nó yếu đi. Nên là Hùng cảm giác là cầm cây vợt này nó sẽ dễ chơi hơn. Đấy. Hôm trước hiện tại thì Hùng vẫn đang chơi cây 4000C. Trước thì cảm giác rất là tốt với nó nhưng mà đợt này cảm giác là thủ cây 4000C thì thấy hơi đuối. Cây 4000C là cũng là một cây vợt chuyên về tấn công của hãng Liên Ninh, nói là thiên về sức mạnh luôn. Đầu nó cũng hình như điểm cân bằng nó cũng ngang cây này mà nó lại là 3U nữa. Nên là việc thủ nó cũng hơi đuối tay. Thì Hùng cầm sang cây vợt này thì Hùng cảm giác nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đánh rất là toàn diện, nói chung là rất là toàn diện. Và Hùng ưng nhất ở cây vợt này đó là khả năng kiểm soát khống chế cầu rất là chính xác. Đó chính là điều Hùng rất là thích ở cây vợt này. Tấn công chỉ ở mức khá thôi. Về phòng thủ thì cũng ở mức khá. Phòng thủ cũng gọi là không quá xuất sắc. Về độ linh hoạt thì cũng tương đối là ok. Nói chung là tấn công thì chấm cho 7 điểm, về phòng thủ cho 8 điểm, về độ linh hoạt chấm cho 8 điểm. Còn về khả năng kiểm soát và điều khiển chấm cho 9,5 điểm, thậm chí có thể là 10 điểm. Đấy. Rồi cảm ơn anh em nhé. Thì anh em nào thích cây vợt nào trong số 4 cây vợt này thì hãy liên hệ Hùng ngay để mức giá tốt nhất, bởi vì lô hàng tới thì sẽ không có mức giá này nữa. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em cần Hùng tư vấn hỗ trợ gì thì hãy nhắn tin cho Hùng nhé. Còn nếu mà anh em muốn tìm hiểu chi tiết về công nghệ và thông số thì thực sự nó rất là đơn giản, Hùng đã đăng hết ở trên Facebook rồi, cũng như là trên Shopee, trên cái phần cửa hàng của Hùng trên Facebook ấy. Thì những cái vấn đề Hùng đã đăng lên và tất cả về công nghệ các thứ, về thông số các thứ thì Hùng đã đăng đầy đủ rồi, anh em có thể xem ở đấy. Thực ra chúng ta khi mình tìm hiểu một cây vợt, chúng ta cần quan tâm nhất khi mà dĩ nhiên là chúng ta đã ngắm được dòng vợt rồi, tìm hiểu về công nghệ ok rồi, cái điều chúng ta quan tâm nhất chính là nó đánh như thế nào. Và trong video này thì Hùng đã giúp mọi người giải quyết cái điều quan trọng đó rồi. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tại những video tiếp theo ạ.